Thưa quý vị, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Biên Hòa và đại diện quân khu 7 đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và lãnh đạo các ban đảng, văn phòng tỉnh ủy, các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang quân khu 7 và thành phố Biên Hòa. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập và mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vừa từ trần. Sau phần lễ và phút mặc niệm, các đại biểu đã đến dâng hương đài tưởng niệm các liệt sĩ và trên 4.000 mộ phần các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Vào lúc 19 giờ tối nay, Đồng Nai sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Các nghĩa trang liệt sĩ tại các địa phương trong dịp này cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân.